Xin chào tất cả các bạn đã trở lại kênh Ngọc Mai. Hôm nay hai bố con Ngọc Mai sẽ giới thiệu với các bạn là cách thay xăm của một bánh xe đạp. Đầu tiên các bạn cần phải đi mua chiếc xăm phù hợp với kích cỡ của bánh. Dựa riêng chiếc bánh trên lốp này, các bạn thấy xe lốp xe ghi chữ 37630. Thì các bạn mua đúng cái loại là 37630 ghi trên lốp. 37630. Đây các bạn xem. Các khán giả xem 37630. Đâu. Đây, các bạn thấy 37630 đây này. Đấy, 37630. Đây có thông số lốp. Ba bảy sáu ba mươi, đây người ta gọi là thông số của lốp. Các bạn tháo lỏng ốc ra rồi, xong mình nhấc ra này. Bây giờ các bạn sử dụng nhấc cái bánh này ra đâu. Bước tiếp theo là các bạn đi tháo, dùng móc lốp để tháo xăm ra. Bơm xăm từ từ đến mức đèn bàn tay. Bơm xăm vào nước, nhẹ nhàng và gấp hai phần mới bơm. Bước đầu tiên là bơm xăm từ từ.
trong xăm là phải có không hơi này, một cái bơm vào này, sau khi để đây này.
xăm xe đạp. Vừa trước các bạn đã thay một chiếc xăm xe đạp. Khi có một tóm lại quy trình như sau là khi mà bạn muốn thay một chiếc xăm. Tóm lại quy trình sau này, khi mà chiếc xăm xe đạp của bạn có bị bá nhiều miếng, từ 3 đến 4 miếng trở lên, thì bạn nên thay một chiếc xăm mới. Xăm mới đầu tiên bạn kiểm tra thông số lốp rồi, số ở trên lốp, số lốp này, là bạn ra cửa hàng để chiếc xe đạp, bạn mua lấy chiếc xăm xe theo đúng ghi thông số ghi trên lốp. Cho lốp của xe này là 37 830, bạn chọn đúng cái bảo bác cửa hàng mua đưa cho về lốp xe xăm xe có ký hiệu 37 830. Cho các bạn tháo bánh ra này, thay đưa xăm vào này, thay xăm vào theo như cái hướng dẫn ở trên năm mục hướng dẫn ghi trên vỏ bao bì của xăm xe đạp. Một quy trình rất đơn giản để khám các bạn. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn chú ý theo dõi.